trái bom đã nổ trong suốt ngày thứ hai. Ngày 9 tháng 4 khiến cho Tổng thống Donald Trump không ngưng chỉ trích FBI, chỉ trích một cách nặng lời với cơ quan điều tra liên bang sau khi cơ quan này bất ngờ bố ráp văn phòng của Michael Cohen, một luật sư riêng của ông Trump và thân cận với ông trong nhiều năm. Chính luật sư này đã có dính líu đến việc trả tiền cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels để cho cô ta giữ im lặng về mối quan hệ chăn gối với ông Trump trước ngày bầu cử năm 2016. Ông Trump nói rằng hành động của FBI là một trường hợp rất đáng hổ thẹn, và ông cũng nói thêm rằng nhiều người có nói ông nên cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang cầm đầu cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông Trump và người Nga. Tuyên bố với báo chí trước khi dự một cuộc họp với các cố vấn quân sự của ông về tình hình chiến tranh tại Syria, Tổng thống Trump nói về lục soát của FBI. Họ đã xông vào văn phòng của một trong các luật sư riêng của tôi. Tôi đã bị người ta săn phù thủy liên tục trong suốt 12 tháng qua. Đó là sự ô nhục. Ông nói tiếp, bày tỏ sự bực tức, đó là sự tấn công đối với đất nước của chúng ta. Và đó là sự tấn công đối với tất cả những gì tượng trưng cho chúng ta. Cuộc tấn công này là một cấp bậc mới, cao hơn về mặt thiếu công bình, ông nói thêm. Và cho biết rằng ông đã nghe tin này qua tin tức của giới truyền thông như là quý vị đã nghe. Từ buổi trưa cho đến buổi chiều, hầu như là lúc nào ông Trump cũng theo dõi các đài truyền hình để biết cuộc điều tra luật sư riêng của ông đang đến giai đoạn nào. Lệnh tấn công văn phòng của luật sư Michael Cohen được thi hành bởi các nhân viên làm việc cho phòng công tố liên bang tại Manhattan và được đưa ra bởi ông Mueller. Tổng thống cũng lặp lại lời chỉ trích sự việc FBI đã không điều tra bà Hillary Clinton trước đây, và ông Trump cũng tố cáo Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã phạm một lỗi lầm quá kinh khủng qua việc ông Sessions tự rút lui ra khỏi cuộc điều tra Nga do ông Mueller lãnh đạo. Vào sáng ngày thứ hai, FBI đã bất thần tấn công vào văn phòng của luật sư Cohen, nhà Rockefeller Center trên đường Park Avenue. Các nhân viên đã tịch thu nhiều hồ sơ thương vụ, các thư email và những tài liệu liên quan đến nhiều vấn đề, mà trong đó có món tiền là 130.000 Mỹ Kim trả cho nữ tài tử khiêu dâm. Các cơ sở truyền thông chưa biết rõ là các nhân viên FBI đã vào văn phòng của ông Michael Cohen như thế nào, và bình thường thì các viên chức FBI nhận chép tòa và trình cho nhân viên văn phòng xem xét trước khi bước vào bên trong. Văn phòng luật sư Cohen nói rằng cuộc lục soát tại văn phòng của ông hoàn toàn không chính đáng và không cần thiết. Trong suốt năm qua, Bộ Tư pháp đã tiến sâu dần vào quỹ đạo của ông Trump. Công tố viên đặc biệt Mueller đã truy tố cựu trưởng ban thanh tra của ông Trump. Sau đó, ông Mueller tăng áp lực khiến cho cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump phải nhận tội. Trong nhiều tháng, ông Mueller và các điều tra viên của ông đã thẩm vấn các viên chức làm việc tại Tòa Bạch Ốc để tìm hành động cản trở công lý nếu có của Tổng thống. Đến sáng ngày thứ hai, cuộc tấn công văn phòng luật sư đã được xem là một cú đánh mới trong một cuộc chiến pháp lý mới có nhiều mặt trận khiến cho chính phủ Trump bị rối rắm trong hơn một năm qua. Luật sư Michael Cohen được xem như là kho tài liệu quý giá vì luật sư này giữ gìn nhiều hồ sơ kinh doanh cũng như là chuyện riêng tư của ông Trump. Joyce Wyvern, một cựu công tố viên liên bang đang sống tại tiểu bang Alabama, đã mô tả như là với nhật báo Washington Post về cuộc tấn công vào sáng ngày thứ hai. Cuộc điều tra này cũng giống như thả một trái bom ngay trước mái hiên nhà của ông Trump. Thẻ xanh 2 năm và 10 năm ở Mỹ là như thế nào? Sự khác biệt rõ rệt là 2 và 10 năm. Nhưng muốn xin thẻ xanh 10 năm thì trước tiên phải có thẻ xanh 2 năm. Những diện xin được thẻ xanh 2 năm là những ai có thể làm được. Thẻ xanh 10 năm được cấp là để cho bạn sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp theo đúng luật di trú Mỹ. Nếu bạn cứ đi về nhiều lần như vậy, có thể là bị xem là không có ý định cư thường xuyên ở Mỹ. Nói một cách khác, ngoài việc chứng minh bạn là thường trú nhân qua thẻ xanh 10 năm, bạn phải chứng minh là không bỏ rơi sự thường trú của mình qua nhiều yếu tố kèm theo. Nhiều trường hợp đã bị thu hồi thẻ xanh tại sân bay vì không đưa ra lý do chính đáng để thuyết phục được nhân viên an ninh nội địa.
Sau đây xin nêu ra những nội dung quan trọng mà thường trú nhân có điều kiện cần lưu ý sau đây. Thẻ xanh 2 năm được cấp theo hai cách phổ biến sau đây: thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ hay là thường trú nhân mà thời gian kết hôn chưa đủ 2 năm, thông qua việc đầu tư vào Mỹ theo diện visa đầu tư, visa EB-4. Cho dù là được cấp thẻ xanh 2 năm theo bất cứ cách nào, thì người có thẻ xanh 2 năm cũng phải đảm bảo tất cả các điều kiện theo luật di trú để được cấp thẻ xanh 10 năm. Những điều kiện cần có để được cấp thẻ xanh 10 năm như sau. Để được nộp đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm, hôn nhân của bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau và phải đảm bảo việc hôn nhân vẫn còn tồn tại sau 2 năm, kể từ ngày kết hôn đối với người vợ hoặc là người chồng mà bạn đã đăng ký kết hôn. Con bạn có thẻ xanh 2 năm theo bạn cũng được đứng chung đơn với bạn để xin cấp thẻ xanh 10 năm. Để được nộp đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm, hôn nhân của bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau và phải đảm bảo việc hôn nhân vẫn còn tồn tại sau 2 năm kể từ ngày mà bạn kết hôn đối với vợ hoặc là chồng mà bạn đã đăng ký kết hôn. Nếu bạn là đứa trẻ mà trước đó chưa có thẻ xanh 2 năm theo cha hoặc là mẹ bạn, thì nay khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, bạn có thể được thêm vào đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm với cha hoặc là mẹ của bạn. Người có thẻ xanh 2 năm là người quá chồng, quá vợ nếu hôn nhân trước đó của bạn với người công dân Mỹ đã chết là thật. Bạn có thẻ xanh 2 năm và hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ là thật nhưng bạn đã ly hôn trong thời gian 2 năm chung sống thì bạn cũng được tự nộp đơn xin thẻ xanh. Hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ hay là thường trú nhân là thật. Tuy nhiên, bạn hay là con bạn bị chính người công dân Mỹ hay là thường trú nhân này ngược đãi, bạo hành hoặc là bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn do chính người này gây ra. Thủ tục nộp đơn để xin chuyển thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm. Người có thẻ xanh 2 năm phải cùng người vợ hoặc là chồng là công dân Mỹ hay là thường trú nhân của họ đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm và nộp đến sở di trú. Người có thẻ xanh 2 năm trong trường hợp này phải nộp đơn trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn của thẻ xanh 2 năm. Nếu đã ly hôn với người chồng hoặc là người vợ là công dân Mỹ hay là thường trú nhân ở Hoa Kỳ, hay là quá vợ, quá chồng, hoặc là bị bạo hành, ngược đãi thì được tự nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Người có thẻ xanh 2 năm trong trường hợp này có thể nộp đơn bất cứ lúc nào sau khi nhận được thẻ xanh 2 năm. Trong trường hợp này, người có thẻ xanh 2 năm phải cung cấp chứng cứ chứng minh là việc gặp khó khăn nếu bị trục xuất về Việt Nam. Người có thẻ xanh 2 năm phải cùng người vợ hoặc là người chồng là công dân Mỹ hay là thường trú nhân của họ đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm và nộp đến sở di trú. Đứa trẻ cũng được đứng chung đơn với người cha hoặc là người mẹ của trẻ để xin thẻ xanh 10 năm nếu đứa trẻ cũng nhận được thẻ xanh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người cha hoặc người mẹ nhận được thẻ xanh 2 năm. Nếu đứa trẻ nhận được thẻ xanh 2 năm lâu hơn 90 ngày kể từ ngày người cha hoặc là người mẹ nhận được thẻ xanh 2 năm thì phải nộp đơn riêng để xin thẻ xanh 10 năm cho đứa trẻ. Như vậy trong trường hợp nộp đơn trễ hạn thì sao? Trong trường hợp nộp đơn trễ hạn thì người xin thẻ xanh 10 năm phải có giải trình kèm với chứng cứ chứng minh là sự kiện bất khả kháng hay là nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không thể nộp đơn trong thời hạn quy định. Thẻ xanh 2 năm không được phép gia hạn và đương nhiên là mất hiệu lực sau thời hạn 2 năm được cấp. Bạn phải nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm trong vòng 90 ngày trước ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn. Thông thường, sau bạn nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm thì sở di trú sẽ gia hạn thời gian cư trú của bạn thêm 1 năm để xem xét giải quyết việc cấp thẻ xanh 10 năm. Nếu sở di trú từ chối đơn xin thẻ xanh 10 năm thì việc gia hạn 1 năm cũng tự động mất hiệu lực và bạn tự nguyện rời khỏi nước Mỹ hoặc là sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thẻ xanh 10 năm được cấp là để cho bạn sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp theo đúng luật di trú Hoa Kỳ. Nếu bạn cứ đi về ra khỏi Mỹ nhiều lần trong 1 năm và tính cái thời gian sinh sống ở Mỹ ít hơn là sinh sống ở ngoài nước Mỹ thì khả năng của bạn mất thẻ thường trú đó là chuyện bình thường. Hay nói cách khác, ngoài việc chứng minh bạn là thường trú nhân qua thẻ xanh 10 năm thì bạn phải chứng minh là không bỏ rơi sự thường trú của mình qua nhiều yếu tố kèm theo. Nhiều trường hợp thì đã bị tịch thu thẻ xanh tại sân bay vì đã không chứng minh được những cái yếu tố này do chính đáng để mà thuyết phục được nhân viên an ninh nội địa. Trong thời hạn 1 năm sau khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, người có thẻ xanh 2 năm vẫn được hưởng các quyền như người có thẻ xanh 2 năm,
bao gồm du lịch, làm việc, đi học, v.v. Những nội dung mà sở di trú thường quan tâm để xác định tính chân thực của việc kết hôn. Thứ nhất là sở di trú Mỹ cấp thẻ xanh 2 năm cho những thường trú nhân có điều kiện thông qua cách kết hôn với công dân Mỹ hay là thường trú nhân nhằm mục đích để kiểm tra kỹ là liệu hôn nhân của họ là thật hay là giả. Việc kiểm tra thật hay giả thông thường trải qua hai giai đoạn sau. Trong khi phỏng vấn, sở di trú thường sẽ hỏi những nội dung sau đây. Các nội dung khai trong đơn bảo lãnh và đơn xin thẻ xanh bao gồm thông tin cá nhân như là họ tên, ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh, giờ giấc làm việc, sinh hoạt của vợ chồng, những đặc điểm cơ thể của vợ chồng mà theo lẽ thông thường đã là vợ chồng thực sự thì phải biết được, thông tin về những người thân trong gia đình của vợ chồng như cha mẹ, anh chị em, con cháu, thông tin về những người làm chứng và bạn bè của vợ chồng. Sở di trú Mỹ sẽ cấp thẻ xanh 2 năm cho những thường trú nhân có điều kiện thông qua cách kết hôn với công dân Mỹ hay là thường trú nhân của Hoa Kỳ. Trước hoặc là sau khi phỏng vấn thì thông thường nếu trong khi phỏng vấn sở di trú nhận định hồ sơ là rõ ràng và đầy đủ chứng cứ thì sở di trú sẽ quyết định cấp ngay thẻ xanh 10 năm. Tuy nhiên, do hiện nay tình trạng khách du lịch và du học sinh Việt Nam sử dụng việc kết hôn giả để ở lại Mỹ quá nhiều nên sở di trú thường không quyết định cấp thẻ xanh 10 năm ngay trong khi phỏng vấn mà sẽ thực hiện việc xem xét kiểm tra lại trước khi quyết định cấp thẻ xanh 10 năm. Việc kiểm tra thường được thực hiện trước và sau khi phỏng vấn thông qua những cách phổ biến và nội dung sau đây. Gọi điện thoại bất ngờ cho người thân trong gia đình. Gọi điện thoại bất ngờ cho người làm chứng hay là cho bạn bè. Gọi điện thoại bất ngờ viếng thăm hoặc là kiểm tra thực tế tại cái môi trường mà đương sự sống. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.